Nếu các bạn đã từng đọc và ngâm cứu kỹ tác phẩm Thủy Hử thì đều biết rằng Yến Thanh nổi tiếng là người thông minh và sống quân tử. Đầu tiên xét về độ quân tử, Yến Thanh vốn là con nuôi của Lư Tuấn Nghĩa, từ nhỏ chịu ơn sâu của Nghĩa, được y chăm chút từng tí một. Sau khi Ngọc Kỳ Lân bị Ngô Dụng đánh trọng thương bằng công phu tâm linh thần trưởng, đã thân hồn nát thần tính, ăn ngủ không yên, Nghĩa quyết định tới miếu Thái Nhạc cúng tế, mong được tai qua nạn khỏi. Lúc này ở nhà Lý Cố, gạ gẫm tư thông với vợ Nghĩa là Cổ Thị. Yến Thanh biết chuyện, liền báo với bố nuôi, nhưng Nghĩa không tin. Nghĩa bảo thẳng, nhà ta ở đất Bắc Kinh 5-6 đời này, ai mà không biết tiếng, thằng Lý Cố kia nó tuổi gì mà lại dám làm thế? Hay là chính ngươi làm càn, rồi lại nói liều lĩnh với ta? Để ta về xem sao, sẽ liệu cho ngươi một thể. Yến Thanh nhất định không nghe, ôm lấy áo viên ngoại mà khóc lên như mưa như gió. Lư Tuấn Nghĩa giơ chân đạp Thanh, ngã lăn xuống đất rồi một mình song song đi thẳng về nhà. Quả nhiên, Nghĩa như một con pích, bị Lý Cố cầm giỏ nhét vào, dẫn đến cửa quan mà đánh cho bằng khai thì thôi. Về sau Lý Cố mua chuộc cái ngục, muốn chúng hạ thủ thì chàng Tiểu Ất lại ra tay cứu chủ, cầm cung hít xót hai thằng. Sau khi đoàn người Lương Sơn đánh thắng Phương Lạp trở về, Yến Thanh khuyên Nghĩa từ bỏ cuộc chơi, quy ẩn giang hồ mà sống một cuộc đời tự do tự tại. Thế nhưng Nghĩa không nghe, còn trả lời rằng: ta đây nếm mật nằm gai, tắm máu ngửi xương nơi xa trường, chỉ mong một ngày được vinh quy bái tổ. Lư mỗ tấm lòng trung trinh có trời chứng giám, lẽ nào triều đình lại phụ ta được. Kết cục Nghĩa làm quan, một thời gian sau thì oảng, ngã chết là ma sông Hoài. Yến Thanh quá thông minh, nhận ra đám Tống Giang kiểu gì cũng bị hạ thổ. Thế mà biết bao nhiêu ông tài to, tự cho mình y quy 2000, tầm nhìn chục km. Thế nhưng cuối cùng chỉ còn nắm xương khô, không được hưởng phúc, chẳng bù cho chàng Tiểu Ất nhẹ nhàng tinh tế, về sau sảng khoái một đời. Ấy chẳng như việc phạm lãi từ bỏ cầu tiễn, rút lui đúng lúc hay sao? Trong 108 tướng Lương Sơn, đa phần ai cũng hung hục như trâu, ngoài Yến Thanh ra chỉ có duy một người có đủ bản lĩnh và trí khôn so với chàng. Người đó là ai? Cũng không phải để các bạn chờ đợi lâu, Đình Phong xin trả lời luôn, y chính là Thạch Tú. Có một điểm khá trùng hợp, đó là Thạch Tú cũng rơi vào tình cảnh giống hệt Yến Thanh, đều bị người mình yêu thương nghi ngờ và đổ oan. Chuyện kể là Thạch Tú và Dương Hùng gặp nhau trong một buổi chiều thơ mộng, nơi ấy có đầy nắng và gió. Đường lúc này, Hùng bị mấy thằng ất ơ nó vây đánh, phải nhờ Tú hào hiệp tương cứu. Từ ấy hai người trò chuyện, kết nhau làm huynh đệ. Hùng thấy Tú từ xa tới đây, không có chỗ nương thân, liền mời về nhà ở tạm, sau đó mở cho Tú một quán thịt gần đó. Tú vốn người tinh ý, gặp và tiếp xúc với Phan Xảo Vân, vợ của Hùng vài ngày, nhìn phát biết ngay là một ả dâm đãng. Nghĩ thế liền nói: khổ thân Nghĩa huynh rồi. Đoạn cái thái độ của Vân ngày càng ngang ngược. Khi Hùng đi công tác ban đêm, sẵn sàng dẫn Bùi Như Hải về nhà hú húy nhún nhảy. Đôi gian phu dâm phụ sắp xếp nhịp nhàng lắm, mỗi người một khâu, một thằng sư con đi canh chừng, một đứa thi nữ yểm trợ phía sau, nội ứng ngoại hợp không một kẻ hở, tới mức thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng cái trí khôn của Thạch Tú còn hơn cả thần thánh. Tú đã phát giác ra trò mèo của chúng, chỉ là chưa bắt tận tay, dây tận chán. Nghĩ thế liền báo với Nghĩa huynh trước. Dương Hùng nghe xong hùng hổ bảo: để mờ nhà chúng nó dám lừa dối ta, ta phải cho chúng nó vỡ mồm mới được. Tú liền ôn tồn: ấy chết, cà cà chưa nên manh động, cứ về nhà coi như không biết gì, chờ tới canh ba đêm mai tôi bắt chúng nó tại trận, như thế mới hết đường chối cãi. Hùng nghe lời, y theo thế mà làm. Thế nhưng tại buổi đêm miên man nói hết mọi sự, khiến Xảo Vân xoay ngược chiều gió, vu tội lại cho Thạch Tú.
Dương Hồng bị gái nói ngon nói ngọt, hiểu lầm nghĩa đệ, liền sai người phá quán thịt lợn của Tú. Thế nhưng Tú vốn người quân tử, không giận mà còn cười bảo: "Phải rồi, anh chàng này chắc đêm hôm qua say rượu, nói phọt ra hết, chị chàng làm kế phản gián, cho anh em chia rẽ nhau đây." "Được, nếu vậy đành chịu lui một bước rồi sẽ liệu." Đoạn về phòng thu xếp khăn gói, dắt lấy một con dao lưng rồi lánh mặt đi trước. Thạch Tú đến nói với Phan Công rằng: "Chúng tôi ở đây lâu ngày quấy quả, mãi cũng không tiện. Vậy ca ca đã thu xếp cửa hàng không cho bán nữa, thì tôi đành xin cáo từ để đi nơi khác. Các sổ sách tiền nong đã minh bạch, không có chút gì sai lầm. Nếu tôi có lòng gian tham, thì xin trời đất chứng giám." Qua đoạn mô tả trên, cho ta thấy rằng đẳng cấp của Thạch Tú tới mức như thế nào. Bị người ta hiểu lầm, không bực bội mà vẫn vui vẻ, điều ấy xưa nay hiếm. Hiển nhiên là một bậc quân tử có lòng vị tha, không chấp mấy thứ vặt vãnh. Ngoài ra, Tú còn biết lui một bước, không khăng khăng giải thích nọ kia, đủ để thấy IQ của chàng vốn chẳng phải tầm thường. Đúng với câu biết cương biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Quả nhiên xảo vân, sau khi loại bỏ được kẻ ngáng đường đáng ghét, thì tha hồ mà hú ý không đề phòng, cẩn thận như xưa. Lúc này Tú mới bắt đầu ra tay. Trong một đêm chàng tóm gọn sư hổ mang Bùi Như Hải, xiên cho hắn mấy nhát lòi tỏi phỏi, rồi lột hết quần áo làm chứng cứ. Lại nói về Dương Hùng, sau khi làm mấy trò trẻ con với Thạch Tú, hối hận quá định tìm cách gặp chàng, giải bày mà không được. Đúng lúc ấy Tú xuất hiện, mang theo y phục của Bùi Như Hải. Dương Hùng xấu hổ vì đã nghĩ oan cho nghĩa đệ, liền hăm hở định cầm phóng lợn tới xử bà xã. Thế nhưng Tú ngăn lại, chàng bảo rằng cả cuộc đời của đệ hành sự chưa bao giờ phải để ai lăn tan điều gì. Nay tuy giết được Hải như bụi, nhưng cũng chưa thể chứng minh hoàn toàn sự trong sạch của mình. Kính xin nhân huynh cho đệ tương kế tựu kế, khiến tẩu tẩu hết đường chối tội, mà lòng dạ của đệ cũng được trời xanh soi sáng, như thế mới thỏa nguyện. Dương Hùng càng khâm phục Thạch Tú, đoạn cứ thế làm theo. Quả nhiên Phan Xảo Vân không còn đường chối, bị Hùng tặng cho những cử chỉ đầy âu yếm trước khi tiễn biệt xuống suối vàng. Qua câu chuyện của Thạch Tú, ta thấy hiện hiện hình bóng của Võ Tòng và Yến Thanh trong đó. Tú làm việc cẩn trọng như Võ Tòng, thông minh nhanh nhẹn như Tiểu Ất. Do chỉ là nhân vật phụ nên không được tác giả chú ý đến. Tại phần hậu thủy hở, Thạch Tú bị đệ nhất thần tiếng bàng Vạn Xuân bắn hạ ở cửa ải Dục Linh. Đây là một cái kết không hề đẹp cho một hào sĩ hiếm có vùng Lương Sơn. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.